con gì đó. Nghe được chú hay không? Các bạn chú. Thank you.
Yeah.
Một tình yêu trong sáng, một tình yêu thân thiết và tinh tế.
những đạo lý là con người
và để cho chúng em nâng cao đến những ước mơ. Nên em đã làm 20 giờ biểu thị cho điểm 10 dành cho thầy cô. Và chương trình em đã hết rồi. Hôm nay em xin chúc của thầy cô có ngày 20 tháng 11 vui vẻ. Nó gắn kết lại với nhau đó cô, giống như là từ thầy cô á thức khuya rồi mang đến những bài học hay những trang sách rồi những bài giáo án cho chúng em xin được giảng. Cái này là nhà em có cả cô, tại vì bữa hôm nhà em cũng không làm cái bánh nhang còn sẵn. Còn cái này ở đây mua là em mua cái màu sơn. Khi mà em xin kính chào các thầy cô và các bạn, em tên là Nguyễn Minh Tuấn. Em đại diện lớp 63 lên trình bày bản thuyết trình về tổ bông của lớp. Trọng tích cô là... Lớp chủ đề là Cám Hồ. Trọng tích cô và thầy. Xin lời chúc em đi một buổi chào các bạn nhỏ xã giác. Thì chúng em đã nhận được các trang này về cái trang là Đất Bình Hoa. Riêng Đất Bình Hoa, hoa từ vật liệu tái chế cho giúp môi trường giữ sạch xanh sạch đẹp hơn. Dạ thưa cô là chị Trai. Dạ em nhặt được ba cái chai, em cắt màu, em cắt sổ chai, em làm cành. Còn có cái chai này em làm chỗ giữa của thân chưa cành chè. Và em làm không đứng của cậu. Em lấy phần cuối cùng của chai em làm đá. Những bông hoa này là em đặt được cái nơi đối với chỗ các bạn. Nó bị hư mất, chúng em về làm lại. Lá cây này là của chúng em làm cho nhà. Mục đích của chúng em là làm nhỏ bông này là giữ cho môi trường xanh sạch đẹp hơn và không còn rác thải. Thank you.
dễ nhìn quá. Dễ chừng. Đi qua được cái chị bác rồi kìa. Mẫu ơi, mẫu là bài học kỹ hai lớp nhất mà thầy cô đã dành cho chúng em.
Thank you.